Kuma Thông chính hiệu hàng Thái Lan nhưng mà nó biết nói tiếng Việt Nam. Anh mới đi đá banh về đó. Ủa Kuma Thông gì mà chơi đá banh? Ủa vậy mới sốc chị, Kuma Thông giờ cải tiến chị hơn. Ai rồi vậy đó hả? Ừ. Rồi cưng tính chừng nào về Thái Lan lại? Không, dịch đâu đi. Rồi cưng có tính đi kiếm ở Đồng Hương thăm không? Ở quận 6 á, đu đủ. Không, không có chơi đu đủ, em không có đâm bằng tay chị, đâm bằng cái khác không mà. Cảm ơn nha, Thạm Quân Kha. Trời ơi, dễ thương. Mày có BD không? Chị mày hỏi người ta làm chi vậy? Ủa kỳ vậy? Cưng kỳ thị hả? Ai đâu có kỳ thị đâu. Cưng có muốn giống người ta không? Cưng kỳ thị cộng đồng. Nó lại giống em cưng. Trời ơi, cộng đồng mình là không có được kỳ thị cộng đồng mình. Đâu, ai chỉ xách cái vỏ chi rồi. Tao nói chỉ làm cái. Ủa sao kỳ vậy? Ây đào nha. Điếng nha. Điếng nha. Đào điếng nha. Buồn chịu nha. Ai đánh má hồng cho vậy? Nãy tối qua cái đường đánh gì đó. Không phải đi đá banh về. Đánh má hồng lạ. Cái cà cái mặt xuống đất á. Đánh má hồng mà tới ngay hai cái bắp tóc cho quý vị nha. Đâu. Em đi đánh chèn quá gì chứ cầu chứ y luôn á. Đánh gì đè là chắc thẳng lên gì luôn á mà thôi. Là kinh tính là livestream mà sử dụng filter là con bé nó không cần filter nha. Để cái mặt này lên là filter bể hết chứ nó không cần. Để lên là filter bể hết. Nè tắt lên xanh đồ nè, y chang trên filter luôn, giỡn gì. Rồi nó ngồi đó hồi trời đánh em luôn trần luôn rồi đó. Không, trời không dám đánh em đâu, tại em là Kuma Thông mà. Không có đánh em đâu, cô ba vàng ngọc đánh. Cu thì cu, nó đánh thì nó đánh đi chị ơi. Rồi cô ba vàng ngọc đánh em á. Không, tôi học tử rồi. Ý. Bé học tử rồi. Trời ơi, học tử rồi chị ơi. Con bé nó muốn nói gì đó nói chứ không biết gì đâu quý vị nha. Ba Thông mà nó muốn được quyền nói của Ba Thông chị. Con Thông Tony nó có nói. Nói gì kìa. Đây là đồng tiền chân thật. Dẫu cho chị ba có thổi kèn. Thổi kèn là mỗi miệng. Te tò te đây là tam kèn ơi. Tò 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 te. Đi vô nhà ngồi. Để mua trời đánh mày chết. Ý. Ê mày bưng cái mặt. Cầm cái kia đi mẹ. Cầm cái kia vô. Đừng mẹ lại. Con bé nó. Nó như một cơn gió đúng quý vị. Nó làm một cái hực lên em hết hồn luôn á. Ê giống nha. Bỏ hai tay vô. Ồ bé nó thông minh đáo để. Thôi. Cái gì vậy? Của tôi á quà. Ê đừng có ngồi giữa đường cho xe tao qua nè. Trời ơi quậy quá vậy. Bên đây mà quậy quá vậy quậy vậy. Nhà hôm nay có trai đẹp qua tiền cá viên tiền ủng hộ cả nhà. Hôm nay tình hình bội nhi bán lai rai cũng được mọi người ủng hộ. Xe cá viên tiền hôm nay coi như là bán cũng được được cả nhà. Đang tiền cá viên tiền. Vô tương nha. Bởi vì đang chìm cái viên chiền. Cho thêm cái bàn cho đây nữa đi, bỏ này xuống. Hiện tại bây giờ là em đang hoàn thành 30 phần nha quý vị nha. Tổng cộng là 1,5 triệu. Là mỗi một phần sẽ 50. Thì sẽ gồm có 20 phần cá viên chiên và 10 phần bắp. Và hết thảy là 30 phần. Cảm ơn anh Chim Cánh Cụt ngày hôm nay ủng hộ cho em nha quý vị. Rồi cái bắp đem vào đây luôn. Tại vì thật tự luôn là tình hình là mọi người cũng thấy đó, tự nhiên giãn cách xã hội đó, cái em mọi người ít ra đường quá, cho nên là em bị hụt hết một lượng khách kha khá đó, cho nên là giờ em xin phép cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em cho ngày hôm nay. Trời ơi ác quá vậy chị ơi. Không thấy đây 30 phần mà có 1,5 triệu à, giảm 2,5 triệu đâu mà chồng. Chưa tính tiền mà bao người cái khách sạn nữa đó má. Thì cái sản nó 250 à. Ông Nghĩa ông nói ông đi làm có 50 mà má. Bố ông nói tao để khỏi đi không nè.
Tôi cũng chết gì đó. Đúng rồi. Mà hên xui sao bữa đó ngủ sớm. Bữa đó ngủ sớm cái không không đi. Đi chạy đạp, đi chạy đạp đi. Em phải đong đếm cho quý vị nha. Phải đếm cho nó một phần nó phải đủ cái đồ ăn. Cái số lượng nó phải đủ thì nó mới ngon. Đó, mặc dù mình phát từ thiện thiệt nhưng mà cũng cô chú anh chị á gọi là vô gia cư, hoặc là có thể là họ không có buổi tối, họ không, họ phải lao động về đêm á, cho nên những phần ăn này cũng rất là quý. Thường thường thì sẽ là ăn mặn, ủ ăn chay, nhưng mà mình thì mình ở đây mình sẽ cho những cái đồ ăn mặn như thế này nè, rất là mừng. Có nhiều người thì họ không có ăn chay được. Rồi tiếp tục đi nè. Vương, xe rước Vương, về Vương. Về đi Vương ơi. Về tới ông Phụng kìa. Đó, mọi người thấy không? Rất là ngon. Lẹ đi nè. Nhưng mà cái này hơi nóng, chưa có cầm tay được với cái gắt. Đó, từ thiện thì từ thiện nhưng mà đồ ăn cũng phải chất lượng, thấy không? Có một quả cả ớt, cũng có này có kia. Chứ không phải là mình chiên đồ từ thiện là mình cho nó bậy bạ. Tất cả đồ của em là bán trong ngày hết. Đồ em không có gì quá đêm hết đó quý vị. Cái đó là cái luật của em bán từ hồi đó tới giờ luôn. Cái này là thật sự. Ngày nào mà em sụm nụ là ngày đó có cô chú anh chị ủng hộ liền, giải quyết liền cho em trong ngày, chứ em không có để cái đồ em bị mắc xương qua đêm. Cho nên là đồ ăn của mình là đồ ăn lúc nào cũng trên tinh thần là đồ ăn tươi, đồ ăn ngon nha. Đó, em sẽ trải đều ra xong bắt đầu mới chia. Nên đồ ăn của em lúc nào một hộp cũng sẽ đầy đủ, không có bị hụt. Không có đồ ăn hộp này có hộp kia không. Ví dụ hộp mà có cái này là hộp sẽ có cái hộp sẽ lúc nào phải có đầy đủ. Ví dụ món chút gì đó mình trang đều ra. Ngoại với Mai Nhật nó đang đang kể lại cái những ngày mà bán ở Trần Xuân Soạn đó quý vị. Dưa leo có nhiều nha má. Ờ, cắt trong mới dưa leo hộp cho chút dưa leo. Đó, phát nhưng mà mình phải phát có tâm, chứ không phải là mình phát là mình phát bậy phát bạ đúng không quý vị. Nhưng một chút này chút kia dưa leo là vô tương tà này kia là đầy đủ ha. Đó, rất là mệt nhưng mà bán vui vẻ cũng hoàn thành rồi đó. Xe còn rất là ít nữa là xong, coi như là kết thúc môn ngày hôm nay. Vậy là đủ cho em. Chưa còn nữa. Trời, cái hộp đó chưa có tròn chỉnh mà. Thật sự luôn là 50.000 quý vị thấy đó. Là coi như là em vừa bán mà em cũng hỗ trợ thêm luôn, chứ không phải là mình bán mà để bán giống như là mình bán cho khách thì nó sẽ khác. Còn cái phần này là giống như là mình nhận được sự giúp đỡ thì mình vẫn sẽ phải, trong cái phần đó mình sẽ bớt tiền lại, lời lại mình sẽ, tại vì mình coi như là mình sụm nụ mà, mình sẽ lời ít lại để cho cái đồ ăn mình nó đi nhiều hơn, để cho nó hoàn thành. Sụm bà nụ. Sụm bà nụ lẫm mà lẻn á. Lẫm mà lẻn thiệt á nha, không có hùng nha. Đó, cũng mà lẻn luôn đó, nó giỡn không. Còn xíu nữa là xong rồi quý vị. Đúng rồi, đi chờ nhỉ? Dạ, đi chờ. Thì bây giờ mình chiên xong rồi mình chia ra người 5-10 phần gì đó, mình chia ra người đi về nhà hướng nào thì đi phát trong hướng đó. Con phát lên xe, con đi dài dài á. Mấy người xếp đường, mấy người ngồi đường á. Xe ôm này kia rồi đó. Ông Bự nè, Vũ Han YouTube nè, Chi La nè, Mai Nhật nè, Dũng Dũng nè, đó. Hai người này hồi nó phụ luôn. 30 phần tản ra hết trơn. Đó. Ngon một chút vậy đó quý vị. Cho ăn đó nó cũng ngán. Ăn 60 phần cũng vậy đi, một khác hộp. Nó con ít kì. Ờ, ít kì. Vui đó. Vui lắm nha mọi người. Trời này mưa lâm râm nè, mấy anh trai chị gái nào mà có vợ có chồng thì hạnh phúc lắm ha. Nó
có hạnh phúc lắm ha quý vị ha. Yêu nhau rồi đó. Yêu nhau rồi đó. Nhạc không có đâu, ý là mình có yêu nhau rồi đó. Cây muốn lặng gió chẳng muốn ngồi mình đó. Con rồi đúng rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ rồi đó. Yêu nhau hạnh phúc biết bao. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Rồi xong rồi hết yêu nhau rồi làm gì nè, đăng hình lên mạng chửi nhau. Ai ai yêu. Rồi xong rồi post nhau. Tại sao là mày lại bỏ tao, tại sao mày lại lừa gạt tao? Tình yêu thứ ba, này không có thiệt đúng không? Chửi quá trời chửi luôn. Cộng với bèo nó ngồi nó cười hả hê. Con áo xanh nè quý vị. Yêu nè. Yêu cho cố vô, cuối cùng chồng nó đi làm vợ người ta. Trời ơi, thấy chưa? Trời ơi, em mới nói khổ nó té qua nè Mai Nhập ơi. Sung sướng gì. Thấy không, ví dụ trai gái người ta yêu nhau mà đâu có gì đâu. Còn cái tình yêu của mấy đứa này nó lạ lắm. Bữa nay làm chồng, cứ qua mai làm vợ. Quyển chuyển rồi đó. Cái xong rồi bắt đầu post nhau lên mạng rồi. Trời ơi, cái cảnh đó nó đẹp lắm quý vị ơi. Nó hay chăng trong phim mà Cineta em coi hoài cũng hết luôn á. Lúc yêu nhau cái chụp hình đi biển nè. Xài đồ cặp đồ ơ nè. Cộng chu, ủ quên chu cho cái này nè, chu cho cái kia nè. Đó, rồi xăm hình cặp đồ nè, dép cặp đồ nè. Giống như cảm ơn ông trời đã an bài sung sướng vui vẻ nè, đi ăn luôn nè. Đó. Còn lúc giận sao sao này vậy? Còn tới lúc mà chia tay rồi đó. Anh là cái thứ hả? Vô học. Đủ rồi vô đó. Trời ơi. Chửi quá trời chửi gì ta. Anh là cái thứ vô học. Anh phản bội tôi. À 10 cái bắp nè. Quay chưa? Trời ơi. Không có nha. Thằng trắng nó đi chơi gái không có chửi nó nha. Đó là bình thường. Khi nào nó đi chơi BD nó mới chửi má. Còn đi chơi gái là cứ cho nó chơi. Bên chồng mà. Không có bên. Cái nào ra cái đó. Hiểu không? Nó giống như là chơi BD là chỉ chơi có một mình tao, đâu có phản bội tao đâu má. Hiểu không? Khi nào mà nó chơi con khác á, mà cũng BD như tao thì nó mới có chuyện. Còn cái này BD nó chơi có một mình tao mà đâu phản bội tao đâu má. Xin nhiều lên cưng. Cái này là món mới nè mà nãy giờ bị cà na cà nu á, sợ phường nó ụp á còn không dám lấy ra mà giờ đi chi từ thiện cũng lấy ra luôn. Cái này là món gọi là món gì? Sữa tươi chiên dầu. Ồ, ngon lắm. Thôi giờ mấy anh ăn không? Tặng người cục ăn chơi. Cục thôi, người cục đi nè. Ê. Cho mấy ổng cái cây người cục ăn thử thì quyên món mới thôi. Lấy cái hộp đổ ra. Lấy cây xiên á. Sữa tươi chiên giòn nha. Lấy cái hộp rồi lấy xiên. Vậy không? Đúng rồi. Cắt rồi thôi. Em nhẫn nhẫn gì. Trời ơi đeo nhẫn nhưng mà ra ten gì Mai Nhạc. Thổi đi lấy cái cây xiên là trời ơi thôi chết. Xui vậy. Cái nhẫn xong hai à. Bây giờ không có lanh lẹ mẹ nuôi. Mẹ mới vui chơi giờ ra ten là sao cha. Chết rồi. Cái ten rồi. Mẹ thả ra cây. Đó. Mày thả ra coi nhiêu giờ, 75 hay là 95? Cảm ơn. Ngon không anh? Mày chết rồi. Ngon. Ngu dữ ha, cho một phần khỏi leo rồi. Chưa biết luôn rồi. Cậu Nam quất một cục đi nè. Thơm, thơm á em. Thơm không? Thơm. Trời ơi món mới mà bữa nay nó ra ngay cái ngày này nó đẻ không đúng ngày đúng tháng. Người cây nó cầm giùm đi trời ơi. Cái gì vậy? Ăn năn nỉ nữa. Ăn mà năn nỉ nữa. Sao lúc này hai đứa nút lửa nhau không ai năn nỉ ai vậy? Mệt quá à. Đồ đâm vô lũng tay. Đó là cái khác đó. Tốt đó. Lúc mà hai đứa nó chung mỏ nút lửa nhau không ai năn nỉ ai hết trơn á. Nè cộng với bèo nè yêu nhau nè. Ăn đi. Ăn vô. Khuyến mãi à. Đó khuyến mãi đi vui vẻ đi. Ngon không? Ngon không anh? Ngon. Bóng kính nè. Ngon. Dũn nè. Ăn đâu? Ăn đi còn phản cơ. Ăn đi. Ăn đi còn phản. Ngon đâu? Má nhập nè cơ. Đưa cho chị Ngọc hay. Một cây cho má ăn lấy vị coi. Còn có một cây ai ăn giùm không đây nè. Mày ăn đi. Em mặc tao ăn rồi.
Nè. Nè mày ăn đi. Không ăn đâu giờ mở. Anh ăn ngon mà phải không? Ngon. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Không ăn thì mình lượng. Ăn nữa. Má ơi dẹp nghỉ luôn đi. Rồi xong. Kết thúc. Tờ đi mệt quá rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và không quên là cảm ơn anh Chim Cánh Cụt cho quý vị ngày hôm nay hoàn thành nha. Đây 20 phần này và bên đây là 10 phần bắp xào. Bắp xào là bắp xào tôm khô trứng muối thập cẩm đàng hoàng, một hộp 50.000. Còn bên đây là một phần cá phi 50.000. Quý vị thấy không, hộp cá phi 50.000 nhưng mà đầy dung đầy nhóc cho quý vị nha. Không có phải 50.000 là lẻ quẻ le que nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn sự yêu thương đồng hành cùng tất cả quý vị với hai kênh YouTube Chứng Hình Xịn Phố và LGBT Loto, Loto LGBT phải không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mong là mọi người sẽ luôn luôn đồng hành và theo dõi em nha quý vị nha. Nhớ like và subscribe kênh. Địa chỉ em bán là số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5, chạy trên đường Trần Hưng Đạo tới chợ Xã Tây. Nhìn bên trái sẽ thấy đường Trần Hòa. Và hiện tại bây giờ mọi người ơi, em đang có một cái thông tin chủ đề rất là hot, sốp sầm sộp luôn. Mà ngày hôm nay em mệt quá, ngày mai em hẹn quý vị em sẽ live stream sớm để mà em chia sẻ về cái vấn đề này nha. Thì nói chung là mọi người qua hút em thì mọi người sẽ thấy em đăng rất là nhiều. Còn mà nhân vật nào ngày mai sẽ được em nhắc đến thì thôi, ngày mai đi để em mệt, em tỉnh táo hơn đi. Ngày mai sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Một cái thông tin rất là buồn, cái này là đáng buồn luôn. Dạ, rồi bây giờ mình để vậy cho nó thú vị. Hẹn mọi người ngày mai xem livestream. Và ngày mai vẫn sẽ bán bình thường. Quý vị thương thì quý vị mua ủng hộ em đem về. Tại vì ở đây hiện tại bây giờ là công an nó nồm, nó sẹt, nó hiểu không? Nó không có cho mình ngồi đông. Cho nên là ngồi phải ngồi giãn cách, ngồi ít thôi. Đó, quý vị thương em bây giờ quý vị lên sớm sớm đúng không? Rồi cái xong rồi ngồi giãn ra. Còn không, quý vị mua về giùm em. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.